Hello, xin chào tất cả các bạn. Thầy là Kiên Nguyễn của Trung tâm Ngoại ngữ Wessex. Rất vui được chào đón các bạn trong video mới ngày hôm nay. Và trong bài ngày hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn phần Listening Part 5, tức là phần thi nghe phần số 5 trong kỳ thi Flyers. Nhưng mà chúng ta sẽ tiến qua phần nâng cao của phần số 5 này nha các bạn. Are you ready? Let's get started. Ở trong bài lần trước thì thầy đã hướng dẫn các bạn cái phần Listening Part 5 này rồi. Có nghĩa là thầy đã cho các bạn xem bức hình như vậy. Và xong sau đó thì thầy đã mở audio cho các bạn nghe khi mà các bạn nghe thì nhiệm vụ của các bạn là tô màu hoặc là viết một cái chữ nào đó lên trên bức hình này và ngoài ra thì thầy cũng đã đưa đáp án cho các bạn rồi đây là đáp án ha bạn nào mà chưa xem video bài trước thì các bạn hãy nhớ đón xem nha rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến qua phần nâng cao của bài này nha các bạn bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký để ủng hộ thầy nhé thầy rất cảm ơn các bạn rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục bài học nha các bạn rồi ở trong phần nâng cao này thì chúng ta cần phải làm gì đây ở đây thầy có một cái câu ví dụ thầy để là câu không cho các bạn xem nha rồi, tức là trong cái phần nâng cao này thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách đưa ra những yêu cầu, ví dụ như là hãy tô màu một cái gì đó, hay là hãy viết một cái chữ nào đó lên trên bức tranh, được không các bạn? Để viết được những câu này thì thầy dựa vào nội dung các cuộc trò chuyện trong audio mà các bạn đã nghe lần trước đó để mà viết ra được những câu yêu cầu này. Cách làm này sẽ giúp các bạn tập làm quen với những câu yêu cầu và trong bài kiểm tra lần tới khi mà các bạn đụng cái dạng đề thi này thì các bạn rất là dễ dàng nhận ra cái câu nói của người ta và các bạn làm được đúng và được điểm cao nha. Rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nhìn vào câu đầu tiên nè. Trong câu đầu tiên này thì thầy muốn nói là hãy tô màu cái con hà mã hay chu hà mã ở đây nè. Màu xanh dương, được không? Vậy thì chúng ta sẽ viết câu yêu cầu như thế nào đây? Các bạn nhìn vào đây nha. Color the hippo in the lake blue có nghĩa là gì? Color the hippo, hãy tô màu con hà mã. In the lake, ở dưới hồ, blue, màu xanh dương. Hãy tô màu con hà mã ở dưới hồ màu xanh dương. Rất là đơn giản nha các bạn. Rồi tương tự như vậy thì các bạn hãy nhìn vào năm cái đáp án ở đây nè. Trong đó có ba câu yêu cầu tô màu và hai câu yêu cầu viết. Thì các bạn hãy viết ra năm câu ở đây cho thầy xem nha. Rồi bây giờ các bạn hãy làm đi nhé. Sau khi mà các bạn làm xong thì thầy sẽ sửa bài cho các bạn nha. Rồi các bạn ơi, bạn nào mà muốn học tiếng Anh trực tiếp tại trung tâm ngoại ngữ Wise well Success thì các bạn hãy đến trung tâm nhé. Trung tâm ngoại ngữ Wise well Success chuyên luyện thi các chứng chỉ quốc tế như là Starters, Movers, Flyers, Flyers Cat, Pet, TOEIC và IELTS. Cho nên bạn nào hay là những phụ huynh nào mà đang quan tâm đến những chứng chỉ trên thì hãy đến đăng ký học trực tiếp tại trung tâm ngoại ngữ Wise well Success nha các bạn. Hiện tại trung tâm Wise well Success có hai cơ sở Cơ sở 1 là nằm ở số 150 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và cơ sở 2 thì nằm ở số 14 đường số 8, khu dân cư Green Life 13C, Phong Phú Bình Chánh. Ở đây thì thầy cũng để cái địa chỉ website cho các bạn nhé. www.wellsuccess.edu.vn hoặc là các bạn có thể quét mã QR ở đây nè thì các bạn sẽ vào được trang website của trung tâm nữa các bạn. Các bạn cũng có thể liên hệ với thầy thông qua số điện thoại 0826963696 để được tư vấn miễn phí nha. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục bài học nha các bạn Rồi không biết là các bạn đã làm xong hết chưa ha Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem đáp án nha Rồi câu đầu tiên nè Màu vàng nè Ý là thầy đang ám chỉ đến cái câu là hãy tô màu cái ngôi sao ở đây nè bạn Màu vàng được không Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào đây Color the star on the tent without the parrot yellow Có nghĩa là gì Color the star là hãy tô màu ngôi sao on the tent ở trên cái lều. Nhưng mà ở đây chúng ta có hai cái lều lẫn. Vậy thì chúng ta cần phải phân biệt ra bằng cách nào đây? Chúng ta nói là gì? Without the parrot mà không có con vẹt yellow màu vàng. Hãy tô màu cái ngôi sao ở trên cái túp lều mà không có con vẹt màu vàng. Đó chúng ta cần phải viết những câu yêu cầu như vậy thì mới phân biệt được rõ ràng là ngôi sao nào nha các bạn. Rồi câu số 2 nè. Write the word camp on the flag write the word là hãy viết từ camp on the flag ở trên lá cờ. Hãy viết cái từ camp ở trên lá cờ là từ này nha các bạn. Rồi câu số 3 nè là liên quan đến cái ba lô này được các bạn? Bây giờ các bạn hãy xem các thầy viết nha. Color the rucksack on the back of the boy pointing at the butterfly red. Color the rucksack. Hãy tô màu cái ba lô on the back ở trên lưng of the boy của cậu bé pointing at the butterfly mà đang chỉ vào con bướm bướm red màu đỏ hãy tô màu cái ba lô ở trên lưng của cậu bé mà đang chỉ vào con bướm bướm màu đỏ tức là chúng ta cần phải tô màu cái ba lô này màu đỏ nữa các bạn rồi tiếp theo câu số 4 nè màu xanh lá cây ha Màu xanh lá cây là ám chỉ đến việc chúng ta cần phải tô màu cái cây dù này nè. Rồi bây giờ chúng ta cần phải viết như thế nào đây? Color the bigger umbrella with the tortoise sleeping under it green. Color the bigger umbrella. Hãy tô màu cây dù lớn hơn with, với hay là có the tortoise, con rùa sleeping under it, ngủ ở dưới nó green, màu xanh lá cây hãy tô màu cái dù lớn hơn mà có con rùa đang ngủ ở dưới đó màu xanh lá cây là cái dù này nha các bạn rồi câu số 5 nè cái từ bridge tức là viết cái từ bridge lên trên cái bảng này bây giờ chúng ta sẽ nói như thế nào đây right bridge on the piece of wood on the tree near the boy on the left right bridge là hãy viết cái từ bridge có nghĩa là cây cầu đó On the piece of wood Lên trên miếng gỗ On the tree Ở trên cái cây Near the boy Ở gần cậu bé On the left Ở bên trái Ở đây chúng ta có hai cậu bé Và cậu bé bên trái là ở đây Đúng không các bạn? Hãy viết cái từ bridge Lên trên miếng gỗ Ở trên cái cây Gần cậu bé Ở bên trái rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn 6 câu ở đây thì không biết là các bạn viết được đúng mấy câu ha. Các bạn hãy viết ra cái câu mà mình ưng ý nhất hay là thích nhất ở trong phần bình luận bên dưới cho thầy xem nha. Rồi vậy là thầy vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn phần thi nghe, phần số 5, phần nâng cao của kỳ thi Flyers. Các bạn có thấy hay và bớt hay không nào? Bây giờ thầy có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn nha. Các bạn hãy viết câu yêu cầu như vậy cho thầy nha. Đó là hãy tô màu cái ngôi sao ở trên cái túp lều mà không có con vẹt màu vàng. Bạn nào mà biết thì hãy viết câu trả lời bằng tiếng Anh ở trong phần bình luận bên dưới cho thầy xem nha. Các bạn mà yêu thích các video của thầy thì hãy nhấn nút subscribe, like và chia sẻ video để ủng hộ thầy nhé. Bài học đến đây là hết. Trong bài lần tới thì chúng ta sẽ tiến qua một cái phần hoàn toàn mới, cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Đó chính là phần speaking, phần thi nói của Flyers nha các bạn. Các bạn đừng bỏ lỡ nha. Rồi bây giờ thì thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Goodbye, see you, have a nice day.